số 103 này á là trọng tải mà trọng tải cho phép mà cái lốp này có thể chịu đựng được. Đó, trọng tải lớn nhất mà cái lốp này có thể chịu đựng được. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh. Như em được biết á là có một số anh chị khi mà mình sử dụng xe được một thời gian rồi, mình thay lốp xe thì chẳng may là khi mà cái lốp mới thay đó đi đi được một thời gian ngắn mà đã bị gặp sự cố, giống như là bị nứt hay là bị nổ lốp chẳng hạn. Thì nó có nhiều nguyên nhân, nhưng mà chủ yếu là mình nên xem lại là cái lốp mà mình đã thay đó nó đã đúng với cái thông số lốp mà nhà sản xuất đã đưa ra, nó có đúng hay không, nó có tương thích với cái xe của mình hay không. Thì cái thông tin mà về áp suất lốp hay là kiểu dáng lốp như thế nào thì nó đều được thể hiện hết ở trên một cái miếng dán thông tin ngay chỗ cửa lái đó, bên chỗ cửa lái đây, ngay chỗ thanh đứng ở trên đây đây, một cái miếng tem nhỏ nhỏ được dán ở đây đó. Thì ở trên đây là có thể hiện nguyên một dãy chữ và số đó về thông số lốp của mình. Thì đó, hoặc là khi xe mới mua thì mình xem hẳn là trên đây nó cũng có đầy đủ các thông số kỹ thuật của cái lốp xe đó. Đây. Thì mọi người thấy đó, phía đây là con số đầu tiên nè, 235. 235 là bề rộng của lốp. Bề rộng của lốp là tính từ đâu? Tính từ hai cái thành lốp này nè, đó, hai thành lốp. Đó là bề rộng. Và cái số kế tiếp đây đó là tỷ lệ phần trăm giữa chiều cao lốp và bề rộng của lốp. Thì cái số này là tính theo phần trăm. Giờ mình muốn biết là cái chiều cao của cái lốp này bao nhiêu thì mình chỉ việc lấy 235 nhân cho 60% là nó sẽ ra được cái chiều cao của lốp, tính theo đơn vị là mm. Còn cái R, chữ R tiếp theo đây, chữ R này là cấu trúc lốp. Thì cấu trúc lốp tại thị trường Việt Nam và trên các dòng xe du lịch hiện tại thì thường là cấu trúc lốp radial, là chữ R này là thường gặp nhất. Đó. Tiếp theo chữ R là số 18. 18 này chính là số in. Đó là đường kính của mặt ga lăng này, là tính theo hệ in là 18 in. Thì một in thì trung bình thì bằng khoảng 25,4 mm. Thì nói chung là em chỉ cung cấp thông tin là như vậy thôi, cũng ít ai mà lấy cái 18 này mà nhân ra là bao nhiêu mm lắm. Rồi, kế tiếp số 103 nè. Đó. Số 103 này á là trọng tải mà trọng tải cho phép mà cái lốp này có thể chịu đựng được. Đó, trọng tải lớn nhất mà cái lốp này có thể chịu đựng được đó. Thì cái 103 này nó sẽ có một cái bảng quy đổi. Thì 103 này nó sẽ tương ứng với vào khoảng 875 kg. Đó, cái số 103 này tương ứng là cái lốp này sẽ chịu tải trọng lớn nhất là 875 kg trên mỗi lốp. Thì một cái xe có 4, 4 bánh xe thì mình cứ nhân lên 4. Đó. Rồi, còn chữ H. Chữ H này là tốc độ lớn nhất mà cái lốp này chịu được. Đó. Thì cũng sẽ có một cái bảng quy đổi. Thì trên màn hình là có cái bảng quy đổi. Mọi người dựa vô đó để nhận biết được là cái xe này, cái loại lốp này nó sẽ chịu được cái tốc độ tối đa là bao nhiêu. Và trong trường hợp khi mà mình thay lốp á,
thay lốp. Lốp mới thay đừng bao giờ mà để cho cái thông số này nó nhỏ hơn cái lốp mình đang xài hiện tại. Bởi vì nó nhỏ hơn á thì chắc chắn là cái lốp mình nó sẽ mau mòn, rồi mau hư hơn. Bởi vì nó không đúng cái tiêu chuẩn mà nhà sản xuất đã đưa ra. Đó. Rồi ở trên đây cũng có ghi là SUV. SUV là cái lốp này sử dụng cho xe du lịch, là cái dòng SUV. Đó. Đây. Phía bên đây DOT. Rồi xong nguyên một dãy này. Nguyên một dãy này, DOT. Đây là cái ký hiệu. Đó. Nó là viết tắt của cái tiêu chuẩn của Cục An toàn Giao thông Mỹ đề ra, tức là cái lốp này nó đạt tiêu chuẩn của Cục An toàn Giao thông Mỹ. Đó, các bạn thấy không? DOT. Nhìn này là đúng chuẩn Mỹ nha. Rồi. Rồi, bốn cái số này. Bốn số kế tiếp này. 2419 này thì hai số đầu chính là tuần sản xuất, và số hai số cuối đó là năm, tức là tuần thứ 24 của năm 2019 là cái lốp này được sản xuất vào thời gian đó. Đó. Thì khi mà mình thay lốp thì mình nhớ để ý giúp em là về thời gian sản xuất cái lốp này. Lốp này thì được sản xuất tại Thái Lan luôn, ở trên đây cũng có ghi rồi. Đây xuống dưới bên đây. À xuống dưới bên đây. Thì ở đây đây nó cũng có ghi sẵn này nè. Mát loát nè. Mát loát 875 kg. Có nghĩa là trọng lượng lớn nhất mà cái lốp này sẽ có thể chịu được đó là 875 kg trên mỗi lốp. Và mát loát là 350 kPa. Có nghĩa là cái áp lực lớn nhất mà cái lốp này sẽ chịu được là khoảng 350 kPa. Nhưng mà đó là cái tiêu chuẩn thôi, chứ thực sự thì cái lốp của mình bơm vô cái áp suất nó cũng không có đến cái mức đó đâu. Nó theo cái bảng mà như hồi nãy em đã có chỉ cho mọi người xem á, cái tem nhỏ nhỏ đó. Đó thì theo cái tiêu chuẩn như trên cái tem đó là ok, xe mình vận hành bình thường ok. Rồi. Trên đây nữa. Trên đây là cái đâu để em xem ơi. Lốp này thì ở đây có ghi là lốp không xăm. Tubeless nè, lốp không xăm. Rồi. Rồi phía xa xa chỗ này này, xa xa chỗ này này. Nó hơi nghịch một xíu. Thôi chỗ này không thấy không có rõ thì mình đi xuống dưới cái bánh sau đi. À đây, thấy rồi. Cái dòng chữ này này. Swiss World 340 này này. Thì cái chữ này này nó là khả năng chống mòn của cái lốp. Khả năng chống mòn của cái lốp thì theo tiêu chuẩn là 100, nhưng mà ở đây nó ghi là 340, có nghĩa là nó vượt tiêu chuẩn, nó cao hơn tiêu chuẩn đến 3,4 lần rồi. Đó. Thì cái này nó rất là an toàn cho người sử dụng. Lốp mình là nó đảm bảo dư an toàn rồi. Này. Còn cái traction ở phía dưới này. Traction này là cái độ bám đường của lốp. Độ bám đường của lốp này thì cũng được xếp hạng A luôn. Đó, xếp theo thứ tự từ thấp xuống cao đó là ABC. Thì khi mà mình có thay lốp á thì nhớ để ý những cái thông số này. A này là tiêu chuẩn tốt nhất rồi nè. Đó. Kế dưới đó là nhiệt độ. Nhiệt độ mà cái lốp này chịu đựng được thì cũng được đạt tiêu chuẩn là cao nhất này, A rồi nè. Cho nên khi mà mình có đi thay lốp ở bên ngoài á, các anh chị để ý giúp em là cái này, ba cái dòng này. Đó. Nhớ để ý. Đó. Hạng A thì mình chơi thôi, hạng B, hạng C thì mình coi như là mình bỏ qua ha. Rồi thêm một cái lưu ý nho nhỏ nữa là mình sẽ mình khi mà mình kiểm tra cái độ mòn của lốp á thì mình cũng không, đôi khi mình cũng không cần phải đến hãng cho họ kiểm tra đâu, mình ở nhà mình kiểm tra cũng được bằng mắt và bằng tay. Thì ở đây đây là lốp Michelin thì nó có cái hình biểu tượng người này này, nó chỉ vô trong đây thì chiếu theo đó
rồi vô trong cái chỗ cái, những cái rãnh lốp này này thì sẽ thấy có một điểm gờ đó. Thì khi mà trong quá trình mình đi xe á, thì cái bề mặt lốp này này nó mòn vừa tới cái điểm gờ này, thì các anh chị nên đi thay lốp mới đi. Bởi vì khi mà cái lốp của mình nó mòn rồi á thì độ bám đường của nó sẽ bị giảm, mà kéo theo đó là sẽ cái xe của mình khi đang sử dụng á, khi vận hành nó sẽ giảm đi độ an toàn. Bởi vì cái lốp nó sẽ lốp mà bị mòn quá thì sẽ gây nguy hiểm, bởi vì không biết là nó sẽ gặp trục trặc bất cứ lúc nào. Thì đó là một số chia sẻ ngắn thôi đối với các anh chị mà đã sử dụng xe, hoặc là mình muốn mua hay là muốn sở hữu một chiếc ô tô. Thì đó là những cái điều mà đơn giản mà mình nên nắm bắt, mình nên nhớ. Rồi, cảm ơn anh chị đã mất chút thời gian vừa qua để mà theo dõi cái video này. Thì cũng mong đây là một cái kênh để trao đổi thông tin, cập nhật thông tin mới nhất hay là sử dụng xe đến cho mọi người. Thì nếu mọi người có nhu cầu thì cứ hãy liên hệ vô số hotline 0933 509191, thì chúng em sẽ hỗ trợ mình từ vấn đề mà mình sử dụng xe cho đến khi mà mình muốn mua xe mới, hay là mình muốn tham khảo bất kỳ dòng xe nào tại Honda Ô tô Sài Gòn Võ Văn Kiệt. Một lần nữa xin kính chào các anh chị và hẹn gặp lại trong những video sau.